Mặc dù các cháu năm nay đã lên lớp 2 rồi, thì nhưng mà các cháu vẫn còn rất là nhớ trường, rất nhớ thầy cô và bạn bè. Và được về trường thì bạn nào cũng rất là háo hức. Cái quá trình học tập của con ở trường 20 tháng 10 nó thật sự là giá trị. Vì khi mà con vào lớp 1, con không còn bất cứ bỡ ngỡ gì cả. Và bạn luôn tự tin và bạn luôn đạt được kết quả cao nhất trong học tập tại trường tiểu học mới. 20 tháng 10 thực sự là một môi trường rất phù hợp và có thể nói là phù hợp cho hầu hết tất cả các bạn nhỏ.